Chuyến thăm của ông Medvedev tới Việt Nam, ông đã phát biểu như sau: không có một quốc gia nào có được một bầu không khí hữu nghị như Việt Nam, nơi có những buổi gặp gỡ như thế này được diễn ra. Mỗi lần sang Việt Nam, tôi mừng vì những sự thay đổi ở đất nước các bạn. Mọi thứ đã trở nên tươi đẹp hơn, có thể thấy được tất cả những thành tựu đạt được trong những năm gần đây. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là vào năm 2000 và bây giờ tôi đến vào năm 2023. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, người nước ngoài đầu tiên ông nhìn thấy trong đời vào đầu năm 1970 là một người Việt Nam, nghiên cứu sinh của cha ông. Nói về bản thân thì người Việt Nam đã ở trong trái tim tôi từ thời thơ ấu, Dmitry Medvedev thừa nhận. Như ban thư ký của ông Dmitry Medvedev đã thông báo vào đêm trước cuộc đàm phán, các công ty Nga sẵn sàng nối lại nguồn cung lúa mì cũng như tăng xuất khẩu thịt sang Việt Nam. Theo Moscow, điều này có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam. Hiện tại Việt Nam là nước ngoài mua thịt lợn lớn nhất của Nga, gần 50% lượng xuất khẩu. Tại cuộc hội đàm ở Hà Nội sẽ đặc biệt chú ý về việc nối lại đường bay trực tiếp thường lệ giữa Nga và Việt Nam. Theo thư ký của ông Dmitry Medvedev, Nga cũng sẵn sàng thảo luận với Việt Nam về việc sử dụng đồng tiền quốc gia hai nước trong thương mại, cũng như thanh toán dịch vụ và rút tiền mặt bằng thẻ Mir. Báo giới ở Nga đánh giá sự gia tăng mới trong quan hệ Nga-Việt là do Hà Nội đã tránh xa cuộc chiến trừng phạt chống lại Nga và áp lực do các nước phương Tây gây ra sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Từ hồi đất nước còn chiến tranh thì Liên Xô đã luôn là một người anh, người bạn đã giúp Việt Nam rất nhiều. Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc những thứ mà Nga đã hỗ trợ Việt Nam như vũ khí, tiền, vật chất cho cuộc chiến giành độc lập từ xưa kia giờ ra sao? Chúng ta có phải trả nó hay không? Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bạn nhé. Thời ngày xưa Việt Nam chúng ta hay có câu nói vui là tất cả đã có Đảng và Liên Xô lo. Nói như thế là để chứng tỏ Liên Xô đã giúp đỡ chúng ta nhiều như thế nào. Một sự giúp đỡ vô tư, không toan tính vụ lợi. Tình cảm đó sau này còn được Nga kế thừa và phát huy. Đặc biệt, nói riêng về Tổng thống Nga Vladimir Putin thì ông là một ân nhân với Việt Nam ta. Ông đã dành cho ta nhiều sự giúp đỡ hào hiệp mà ta không bao giờ được phép quên. Trong những năm tháng cam go nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ chí tình của nhân dân Liên Xô. Không chỉ giúp đỡ về tiền bạc, hiện vật, các chuyên gia Liên Xô còn sang tận nơi giúp Việt Nam phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiều công trình do Liên Xô giúp xây dựng đã gắn bó với bao thế hệ người dân Việt Nam. Đến nay vẫn phát huy hiệu quả tích cực, như trường Đại học Bách Khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Hàng chục ngàn cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô đã trở thành những cán bộ chủ chốt, những chuyên gia giỏi trên nhiều lĩnh vực. Sự giúp đỡ về kinh tế của Liên Xô đối với Việt Nam đã bắt đầu rõ nét và ấn tượng sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30 tháng 1 năm 1950. Trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1958 thì các yếu tố Liên Xô bắt đầu đóng góp một vai trò nổi bật trong việc hình thành nền móng của nền kinh tế quốc gia Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác về kinh tế giữa Liên Xô và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cứ tăng dần đều theo các năm cho đến khi kết thúc chiến tranh và tiếp tục duy trì cho đến khi Liên bang Xô Viết tan rã. Phần lớn các khoản viện trợ kinh tế của Liên Xô hướng vào việc tái thiết và phát triển các ngành công nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Liên Xô giúp khôi phục và xây dựng các cơ sở của ngành công nghiệp mới nổi ở Việt Nam, giúp tạo ra các nông trường quốc doanh, khảo sát địa chất, phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc, cũng như trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Sau khi đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong nhiều thập kỷ sau đó, các khoản viện trợ kinh tế của Liên Xô cho Việt Nam hàng năm đều lên tới cả tỷ đô la. Cho đến giữa những năm 1980, khi Liên Xô phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, họ vẫn dành cho Việt Nam khoản viện trợ 1 tỷ đô la mỗi năm. Có thể nói, sự viện trợ của Liên Xô chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam chúng ta rất nhiều trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhờ có Liên Xô, sự hy sinh xương máu của Việt Nam đã được giảm thiểu rất nhiều. Hàng triệu tấn vũ khí, thuốc men, đạn dược và cả công nghệ khí tài và chuyên gia quân sự đã được người anh cả Liên Xô hỗ trợ chúng ta. Và chưa bao giờ họ làm gì hại đến người Việt, chưa lấy một tấc đất hay một giọt máu nào của ta. Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước vào năm 1975, mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên Xô đã chuyển thành hợp tác cùng có lợi. Nhưng với tinh thần anh em, Liên Xô vẫn tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các khoản viện trợ kinh tế lớn cho đến giữa những năm 80. Một thời gian dài, Moscow chính là đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội, với một thực tế rằng Liên Xô là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Việt Nam. Ngay sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, cũng có một số quốc gia viện trợ tái thiết cho chúng ta. Trung Quốc đã góp khoản tiền khoảng 300 triệu đô la viện trợ hàng năm, cho đến khi hai nước xảy ra xung đột biên giới năm 1979.
Nhật Bản cũng là một quốc gia sẵn sàng cung cấp các khoản viện trợ cho Việt Nam. Nhưng các khoản viện trợ này bị ngừng khi Việt Nam đem quân giải phóng Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Ở phương Tây chỉ có một quốc gia duy nhất cung cấp sự hỗ trợ cho Việt Nam bất chấp chiến tranh lạnh, đó là Thụy Điển. Khoản viện trợ trung bình hàng năm của Thụy Điển cho Việt Nam cho đến năm 1986 là khoảng 100 triệu đô la. Nhưng nếu so với những gì Liên Xô dành cho Việt Nam thì thật không thể so sánh được. Ngoài những gói quà tặng, tức là viện trợ không hoàn lại, thì Liên Xô còn cho chúng ta vay rất nhiều. Đó không đơn giản là đo đạc bằng vật chất nữa rồi, mà đó là ân tình lớn lao giữa những người bạn chí tình chí nghĩa. Sau khi Liên Xô tan rã, nước Nga với tư cách thừa kế của Liên Xô cũng đã kế thừa luôn cả sự hào hiệp vô tư. Người Nga đôi khi vô tư đến mức họ được gọi là Nga ngố, và người anh em Nga ngố đã xóa nợ cho rất nhiều quốc gia đang phát triển khác. Với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đô la, Việt Nam là một trong những nước được Nga xóa nợ sớm nhất. Chỉ có Nga là người bạn thủy chung cùng với Cuba dành cho Việt Nam những tình cảm chân thành nhất. Bây giờ bạn sẵn sàng bán vũ khí cho Việt Nam với giá thấp hơn các nước khác 10-30%, với chất lượng hoàn hảo hơn. Và bạn sẵn sàng bàn giao cho ta công nghệ sản xuất vũ khí thông thường. Bán vũ khí chịu cho Việt Nam nợ mấy chục năm, khi nào có tiền thì trả, không như các nước khác có tiền mới được múc cháo. Mặc dù nước Nga bị phương Tây bao vây cấm vận kinh tế bao nhiêu năm, nhưng với lòng hào hiệp rất Nga ngố, bạn vẫn sẵn sàng xóa nợ cho Việt Nam. Ta nên trân trọng những điều đó, chứ không phải là so đo tính toán. Trong đại dịch Covid-19, Nga sẵn sàng bán một tặng một vaccine với số lượng là 100 triệu liều. Việt Nam là một trong những nước mà Nga ưu tiên ký hợp đồng. Khi thấy nước ta bùng phát đại dịch, chính phủ Nga cũng ngay lập tức đã ủng hộ Việt Nam một lượng lớn các trang thiết bị phòng chống dịch, trong đó đặc biệt quan trọng là xe xét nghiệm Covid-19 lưu động. Việt Nam cũng đã gửi đề nghị Nga hỗ trợ nhiều thêm nữa về hóa chất và các chuyên gia y tế để chung tay chống dịch, và Nga đã sảng khoái đáp ứng. Những điều này thường ít được báo chí nói tới vì họ bận tung hô những cử chỉ cao đẹp của Mỹ. Nhưng tuyệt vời hơn là người Nga chẳng quan tâm tới những điều đó. Họ giúp đỡ ta không phải vì tiếng thơm, họ giúp ta chỉ vì họ thực sự thấy ta đang khó khăn và cần sự giúp đỡ. Khi nhắc đến quan hệ giữa Việt Nam và Nga, Tổng thống Vladimir Putin viết: "Tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam đã đứng vững, vượt qua được những thử thách nảy sinh từ nhiều sự kiện bi thương của thế kỷ 20 cũng như những biến đổi kỳ vĩ trên thế giới và ở hai đất nước chúng ta. Song có một điều còn mãi không bao giờ thay đổi, đó là quan hệ tôn trọng lẫn nhau, là truyền thống tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau, là biết trân trọng sự giúp đỡ vô tư, không hề vụ lợi của các đối tác, không khi nào phản bội." Và khi có một phóng viên phương Tây hỏi Việt Nam và Nga là mối quan hệ của tình hữu nghị thủy chung sâu sắc, Vladimir Putin chỉ đáp ngắn gọn: "Điều ấy cả thế giới đều biết, chỉ riêng anh không biết, điều ấy không cần."